Chào các bạn học viên của lớp Hải Vũ Music Guitar. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn bài hợp âm đô trưởng, son trưởng và son bảy ha. Thì hôm rồi chúng ta đã học các hợp âm dạng rút gọn 3 dây, chụp 3 dây chép. Chúng ta cũng đã biết được rằng các hợp âm ở dạng rút gọn như sau. Đây là son trưởng, chúng ta dùng ngón số 3 ha. Đây là đô trưởng, chúng ta chỉ cần bấm một nốt đô ha. Rồi pha 7, son 7 thì chúng ta sẽ bấm một nốt pha. Ok. Rồi, hôm rồi thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn riêng khi bấm hợp âm thì chúng ta nên sử dụng ngón số 4 để bấm hợp âm son trưởng trong hợp âm trùm 3 giây ha. Rồi, đô trưởng. Son 7. Rồi, khi sử dụng ngón số 4 nó có hai tác dụng. Một là các bạn sẽ tập tay ha, tập lực tay cho ngón út cho tiếng nó bắt đầu tròn trịa và bắt đầu có tập lực tay. Thứ hai là bắt đầu nó có những cái thế tay phù hợp với hợp âm son trưởng, xíu nữa chúng ta sẽ được học. Cái nữa các bạn nếu mà cảm thấy cái ngón út của mình vẫn còn yếu, các bạn tập lực thêm bài tập luyện ngón này cho mình nhé. Chúng ta sẽ tập thêm bài 1 2 3 4 1 2 3 4 ha, với cái beat là khoảng 70 ha. 1 2 3 4 Ok, chúng ta sẽ chơi như vậy trong vòng 5 phút mỗi buổi tập trước khi chúng ta vào bài nhé. Rồi bây giờ trở lại là hôm nay Hải sẽ hướng dẫn các bạn học bài hợp âm đô trưởng và son bảy ở dạng full 6 dây cho ba ngăn đầu ha. Thì hợp âm đô trưởng là một hợp âm mà nó được tập hợp bởi ba nốt chính, đó là đô đô mi son ha, đô mi son ha. Rồi ok, ở trên này thì nó sẽ được lặp lại một lần nữa, đó là bao gồm các nốt là đô mi son, ba nốt chính ha. Rồi nhưng mà điểm đặc biệt là các bạn không gảy từ dây số 6 nha. Mặc dù nốt mì ở ở dây số 6 này nó cũng nằm trong các nốt của hợp âm đô trưởng, tuy nhiên cái nốt mì này, bass này nó lại quá mạnh. Nó át đi cái tính trưởng của hợp âm đô trưởng ha. Nó át đi cái tính trưởng của hợp âm đô trưởng, cho nên nó không không còn hoàn toàn là hợp âm đô trưởng nữa, cho nên chúng ta không có đánh nốt mì ở dây 6 ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm cái hợp âm đô trưởng này như sau. Mình sẽ phóng to hình lên. Đây là hợp âm đô trưởng, các bạn sẽ để ngón số 3 vào nốt đô, ngón số 2 và nốt mi ha, nốt mi của dây 4 và ngón số 1 ở nốt đô. Mình sẽ bấm như thế ha. Rồi trên thầy cũng chụp cái tay của họ chơi như vậy ha. Tiếp theo sẽ là hợp âm son 7, ký hiệu là G7 ha. Bây giờ mình cũng sẽ chơi ngón số 3 đặt lên nốt sòn, đây là nốt sòn ha. Còn đây là nốt xì. Và đây là nốt pha ha. Đó. Như vậy là điểm khác biệt là chúng ta có thể thấy là nốt đây là hợp âm đầy đủ ha, so với cái hợp âm rút gọn hôm bữa. Hợp âm rút gọn bữa thì chúng ta chỉ bấm các cái khu vực là nốt này thôi, 3 dây chép thôi ha. Thì hôm nay chúng ta đã thêm được 2 dây bass là đồ mi và sòn si ha. Rồi việc đổi gam giữa hai gam này như thế nào? Đó thì các bạn buộc phải luyện tập thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải luyện tập với cái metronome chậm để sao tiếng nó tròn, nó rõ, làm sao tiếng tròn và rõ ha, không cần quá nhanh. Bây giờ Hải sẽ bật metronome 60 lên để chúng ta bắt đầu luyện tập bài số 65 ha. Bây giờ Hải sẽ cho mọi người bài tập bài số 65 ha. Đây, bài số 65 chúng ta có các dấu lặng này ha, là chúng ta phải ngắt dây hoặc là chúng ta nhả tay ra ha. Lặng này là lặng đen ha. Rồi đây là nốt trắng ngân hai nhịp và đây là lặng trắng nha. Đó, các bạn sẽ ngân hai nhịp để cho đủ bốn nhịp.
sẽ lặng hai nhịp nữa chứ, mình xin lỗi, mình nói nhầm rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chơi bài 65. Bài 65 ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đếm. Thì ở đây trong cái hợp âm thì chúng ta không có đếm nốt giai điệu như là khi chúng ta chơi giai điệu, nốt các nốt giai điệu ha. Chúng ta đếm 1 2 3 4 ha, để các bạn có thể hiểu được cái này nó đi như thế nào ha. Đó, như vậy là mình đã chơi xong bài 65, chuyển đổi giữa gam đôi trưởng và gam son bảy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này.